Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và em là Kiên. Ở trong video này em sẽ đánh giá chi tiết một cái chiếc xe địa hình hiệu Merida. Và cái chiếc xe này được thiết kế tại châu Âu và được sản xuất bằng tay tại Đài Loan, một cái nhà máy chính hãng của Merida. Và chiếc xe này rất là hợp lý trong cái tầm tiền mà em đánh giá là một chiếc xe đạp địa hình rất đáng để sở hữu. Thì sau đây em sẽ đánh giá chi tiết chiếc xe đạp địa hình Merida này. Vâng, như các bác nhìn thấy trong khung hình đây là chiếc xe đạp tổng hành của chiếc xe đạp Merida Mat 20. Màu sơn của chiếc xe là màu trắng. Toàn bộ khung của chiếc xe là nhôm toàn phần. Ở đây em không hiểu là trong quá trình sử dụng của trước kia thì cũng là nó có dính một cái tí sơn đen lên đây hay là cái cao su gì đó, em cũng chưa biết được. Thì về phần sơn của chiếc xe thì em thấy rất là bóng bẩy và chỉ có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. Sơn rất là đẹp. Đây là dòng MTB. Dòng sản phẩm MTB của hãng Merida. Đằng trước thì xe cũng được trang bị một cái đùi đĩa Shimano 3 tầng rất là tốt. Và cái gạt đĩa Shimano. Đằng sau thì xe được trang bị một cái líp thả 8 tầng và bộ chuyển động Acera. Acera này thì cái độ về cao cấp của nó thì nó cao hơn Tourlay, cao hơn Antut xong là đến Acera, cũng là cao thứ 3 từ dưới lên. Vành của chiếc xe là vành 26 inch hiệu Alex Dream và lốp là lốp 26 nhân 195. Phanh đĩa hiệu Techo. Chúng ta lên đến cọc yên và khóa yên đều có chữ logo của Merida. Zin nguyên bản theo xe. Size của chiếc xe này là size 18 inch tương đương với 46 cm. Xe này phù hợp với người cao từ 1m65 cho đến 1m75. 1m62 cho 1m75. Như các bác có thể nhìn thấy đây, đó là cái chiếc tem AL6061. Chiếc tem này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái khung này là được làm bằng nhôm aluminum 6061. Nhôm này là ít tạp chất cho cái trọng lượng của khung chiếc xe rất là nhẹ. Và khung rất là nhẹ và cao cấp cho nên là mới được dán chiếc tem này là aluminum 6061. Đằng trước của chúng ta thì được trang bị một giảm sóc có khóa hành trình 26 inch hiệu Suntour và một cặp bánh giống đằng trước. Trên tay cầm của chúng ta thì cũng là tay cầm dạng bằng nhưng mà hơi có phần cánh cung lên để giảm chấn và tạo cái tư thế cầm thoải mái cho người dùng. Bên tay cầm của chúng ta thì có dạng tay sừng. Thì một số bác bảo là không thích tay sừng này thì các bác có thể tháo cái con ốc này ra và có thể bỏ tay sừng ra là mình chỉ còn tay cầm không thôi, không có cái sừng này. Cái sừng này là các bác có thể tháo rời. Và bên tay phải thì vẫn như thường lệ, đó là trang bị một cái tay bấm xả 8 tầng để chuyển líp đằng sau và một cái tay bấm xả 3 tầng để chuyển đĩa đằng trước. Chúng ta cùng nhìn bên này có chiếc xe. Bên này của chiếc xe đây, em cũng thấy là sơn rất là còn đẹp, không có vết xước nhiều. Bên trái phanh là phanh Techo. Phanh đĩa của chiếc xe là phanh Techo Novena. Và chiếc xe này em để ý ở dưới gầm cũng có một chiếc tem là handmade in Taiwan, có nghĩa là làm bằng tay. Handmade in Taiwan có nghĩa là làm bằng tay tại Đài Loan và được thiết kế tại
Aero, có nghĩa là được thiết kế tại châu Âu và làm bằng tay tại nhà máy chính hãng, một cái nơi sản xuất xe đạp lớn nhất thế giới và tốt nhất thế giới hiện tại bây giờ, đó là Đài Loan. Và khung này, chiếc khung này được chế tạo bằng tay, tức là có nghĩa là cái việc chế tạo của chiếc khung xe này rất là kỹ và đạt cái kỹ thuật kiểm nghiệm rất là tốt. Vâng, và em đã đánh giá xong chi tiết cấu tạo của chiếc xe đạp địa hình Merida Mark 20. Và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe này, muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy nhắn cho em qua Zalo số điện thoại 0975 709 943. Và ngoài ra em còn rất là nhiều chiếc xe đạp khác, nhưng nếu các bác quan tâm thì hãy lên trên Facebook hoặc YouTube tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn hoặc là đăng ký kênh. Còn, và em cũng bán một số cái đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng, của Nhật có, Thụy Sĩ có, Nga có. Thì nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên Facebook và YouTube tìm là Kiên Đồ Cũ để theo dõi những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.